Trong thế giới những phụ kiện xa xỉ, bao da Vertu Signature X luôn nổi bật với một biểu tượng về sự tinh tế đẳng cấp, đặc biệt là hai mẫu bao da Vertu Signature X. Sự kết hợp hoàn hảo giữa da Togo và vàng nguyên khối, cùng với những viên kim cương lấp lánh. Chiếc bao da với chất lượng da Togo nâu cao cấp mang đến một vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng. Da Togo với những đường vân rõ nét không chỉ đảm bảo độ bền vượt trội mà còn tạo cảm giác cầm nắm cực kỳ thoải mái. Điểm nhấn đặc biệt của bao da là logo Vertu được chế tác từ vàng nguyên khối AU750, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự quý phái và độ bền. Những viên kim cương tự nhiên được đính trên logo không chỉ tăng thêm vẻ lấp lánh mà còn khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Mỗi chi tiết của bao da đều được chế tác tỉ mỉ, từ những đường chỉ khâu đến các góc cạnh, tạo nên một sản phẩm vừa bảo vệ tối ưu cho chiếc điện thoại Vertu Signature X, vừa tôn vinh giá trị và phong cách của người sở hữu. Bên cạnh màu sắc nâu cổ điển và thanh lịch là bao da Togo màu đen, không kém phần ấn tượng. Màu đen huyền bí của da Togo không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh tế, mạnh mẽ mà còn dễ dàng kết hợp với mọi phong cách thời trang. Logo Vertu bằng vàng nguyên khối AU750 với sự tinh xảo trong từng chi tiết tạo nên một điểm nhấn nổi bật và sang trọng. Thiết kế của bao da không chỉ đảm bảo bảo vệ hoàn hảo cho chiếc điện thoại mà còn làm nổi bật sự sang trọng và cá tính của người dùng. Hai chiếc bao da này không chỉ là phụ kiện bảo vệ cho chiếc điện thoại Vertu Signature X mà còn là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu cao cấp và thiết kế tinh xảo. Chúng không chỉ bảo vệ chiếc Vertu sang trọng mà còn nâng tầm phong cách cá nhân, khẳng định đẳng cấp và sự sang trọng của chủ nhân. Dylan Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.